bạn ơi, hôm nay là chủ nhật cuối tuần và Thảo Nguyên cũng được nghỉ nữa, cho nên là nhà Sam lại quyết định đi chơi ở một cái nơi rất là mới luôn. Cái điểm du lịch lần này mà nhà Sam tới đó chính là siêu công viên nước The Amazing Bay, vịnh kỳ diệu Sơn Tiên. Thì cái nơi này chỉ cách nhà Sam khoảng 26 km thôi, khá là gần. Mọi người cũng đã thấy cái cổng đón khách màu đỏ chói luôn, rất là hoành tráng. Quá, đi vô đây thì Sam thấy diện tích đất rất là rộng luôn. Theo như Sam tìm hiểu thì dự án thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên The Amazing Bay có tổng diện tích khoảng 400 hecta, trong đó 200 hecta dành cho khu du lịch và riêng siêu công viên nước The Amazing Bay chỉ chiếm có 25 hecta thôi, một con số rất là ấn tượng. Cái ngày Sam đi là chủ nhật thì giá vé dành cho người lớn là 490.000, còn giá vé dành cho trẻ từ 1m4 trở xuống là 290.000. Đây là bản đồ của siêu công viên nước, thì nhân viên sẽ tự động phát cho mình sau khi mình đã qua trạm kiểm soát vé. Cái cổng chào quá đẹp, phải làm 8 check-in mới được. Sau khi đã thay đồ và gửi đồ miễn phí thì Sam đang đi tham quan công viên nước lớn nhất Việt Nam. Đó chính là một trong năm kỷ lục được xác lập. Mà khoan đã, mọi người có công nhận với Sam là cái cách bài trí, bố trí rồi màu sắc được phối với nhau ở đây rất là đẹp không? Đây là lần đầu tiên Sam đi công viên nước to như vậy và Sam thấy có rất là nhiều trò chơi và rất là hiện đại. Và đây, kỷ lục thứ hai, dòng sông kỳ diệu dài nhất Việt Nam hay còn được gọi là sông Lười. Có chiều dài lên đến 700m mà mọi người thấy không? Có dù che toàn bộ bề mặt dòng sông luôn. Tại vì trời đang rất là nắng, trời ơi, Sam vô đây cảm thấy mình giống như thượng đế vậy đó mọi người. Cảm thấy rất là được quan tâm luôn. Trước mặt Sam là thử thách băng giá bùng nổ, là khu vui chơi dành riêng cho trẻ em. Sam đang đi vào bãi biển thiên đường Aloha. Dưới chân Sam là một cái bãi cát trắng phau luôn. Và cái điểm cộng cực lớn Sam thấy khi mà đến đây là đâu đâu cũng có nhân viên cứu hộ, áo phao, phao bơi la liệt và hoàn toàn miễn phí. Tiếp theo kỷ lục thứ ba được xác lập đó chính là biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Còn nha, màn hình LED ngoài trời lớn nhất Việt Nam đó chính là kỷ lục thứ tư. Và Sam sẽ tiết lộ luôn kỷ lục cuối cùng, kỷ lục thứ năm đó chính là sóng nhân tạo cao nhất Việt Nam. Mọi người vừa được chiêm ngưỡng ngọn sóng thần kỳ diệu lên đến 4m. Do Sam ngồi rất là xa để quay cho nên là cảm thấy nó không có đáng sợ. Nhưng mà anh yêu của Sam á thì ổng đứng ngay đầu ngọn sóng luôn. Ổng nói rất là thích, rất là vô mốt. Hiện tại em bé vẫn còn đang ngủ cho nên là Sam đang tranh thủ đi chơi với anh yêu những cái trò chơi của siêu công viên nước. Bây giờ tới lượt Thảo Nguyên, mọi người hãy chú ý nghe tiếng hét thất thanh của nó nha. Khu trò chơi Sam và Thảo Nguyên vừa mới chơi được gọi là bí ẩn cảng hoàng gia. Còn cái khu này Sam đang đứng gồm hai ống trượt màu xanh lá và màu cam được gọi là ống trượt lốc xoáy. Chị bán hai vậy. Bây giờ tới lượt Sam chơi với Thảo Nguyên. Mọi người có thấy Sam và Thảo Nguyên đứng trên cao đó không? Nếu mà mọi người có thời gian và thích những cái trò chơi mạo hiểm dưới nước thì nên đi chơi nha. Trời ơi, siêu siêu đã luôn á mọi người.
Còn hai trò chơi đó chính là cơn bão ma thuật và thảm bay thần kỳ, là hai cái trò chơi siêu mạo hiểm nhất ở đây luôn. Thì Sam không có quay được, nhưng mà phải nói rất là sợ luôn á mọi người. Chơi xong mà đi xuống tay chân Sam nó bụng rụng hết trơn à. Tranh thủ trước khi về thì Sam đang trên dòng sông kỳ diệu dài nhất Việt Nam. Hồi nãy Sam có nói nó là sông lười bởi vì mình cứ ngồi lên phao và trôi theo cái dòng chảy của con sông thôi, không phải làm gì hết. Đây là lần đầu tiên Sam đến The Amazing Bay nhưng mà Sam không có bị thất vọng á mọi người. Sam thấy có nhiều bạn đánh giá là giá vé mắc, nhưng mà Sam thấy đâu có mắc đâu mọi người. 500.000 cho một người lớn, nhưng mà cái giá đó đã bao hết toàn bộ rồi nha. Từ gửi xe nè, giữ đồ nè, phao bơi, áo phao, ghế nằm rồi dù, không mất thêm một khoản nào hết. Kèm theo đó là những trò chơi siêu mạo hiểm, siêu hiện đại luôn á mọi người. Sam thấy rất là đáng tiền, không hề bị mắc đâu. Kèm theo đó là thái độ của nhân viên được đào tạo rất là tốt, từ cô lao công cho đến những bạn cứu hộ, những bạn nhân viên mà hỗ trợ Sam á, thì Sam thấy ai cũng vui vẻ, ai cũng tươi cười hết. Và sau đây Sam sẽ cho mọi người xem phòng tắm cực kỳ sạch sẽ luôn. Do Sam và Thảo Nguyên tắm chung cho nên đã chọn phòng tắm tập thể, thêm một điểm cộng rất là lớn bởi vì Sam rất là thích điều này. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người nha.